Chúng ta mở ra trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn thứ 6, từ câu 8 đến câu 23. Mình học với nhau lời Chúa về ông tiên tri Elise. Và đây là một câu chuyện rất là đặc biệt, rất là lý thú cho chúng ta để chúng ta học. Thưa thánh, khi mà tôi chuẩn bị cái bài giảng này thì tôi suy gẫm về tiên tri Elise, về học trò của ông. Và tôi không thể không nghĩ tới một phần cái văn hóa và dân tộc của người Việt Nam chúng ta. Người Việt mình thì có rất là nhiều những cái đức tính tốt, phải không? Mình cần cù, mình siêng năng, mình sáng tạo. Nhưng mà ngược lại, mình cũng có nhiều điều phải học hỏi từ những dân tộc xung quanh. Mà tôi nghĩ một trong những điều mà chúng ta cần phải học hỏi nhất có lẽ là tinh thần nâng đỡ người khác. Và đó là một cái nó đi ngược lại với cái bản chất người Việt của chúng ta. Bởi vì người Việt chúng ta thường có cái tính đố kỵ với nhau. Nhưng mà em thấy có đúng không? Đố kỵ nó không phải là ghen tị, mà nó sâu hơn là ghen tị. Đố kỵ nó dẫn tới những hành động mang tính dìm hàng. Đây là một cái từ lóng. Dìm là làm cho nó xuống, phải không? Hàng là một cái sản phẩm. Dìm hàng tức là làm cho một cái sản phẩm rồi đó nó chìm xuống, hay là làm cho một cái con người nào đó chìm xuống. Dìm hàng là tìm mọi cách để hạ bệ đối thủ của mình xuống, mà nâng giá trị của mình lên. Xã hội người Việt Nam của chúng ta thì tìm mọi cách để mà nâng cao chính vị thế của mình bằng cách chà đạp người khác, chứ không phải là bằng cách mình tự nỗ lực, tự học hỏi, tự cố gắng để rồi mình trở nên tốt hơn, khá hơn. Chúng ta thấy điều đó rất là rõ ở trong các tổ chức cộng đồng người Việt của chúng ta. Ở đâu cũng có sự chia rẽ. Hồi ở San Diego thì lúc đầu cũng có một cái cộng đồng người Việt, rồi sau cũng chia ra làm hai, làm ba, rồi hội sinh viên cũng có các thứ. Trên này có lẽ cũng không tránh khỏi tình trạng này. Mà khi đã chia nhau ra rồi đó thì nhóm này bắt đầu nói xấu nhóm kia. Mà cái nói xấu có lẽ xúc phạm nhau nhất là nói cho nhóm này nhóm kia thân cộng, phải không? Đó là những cái mà chúng ta thấy rất là rõ. Thay vì tìm cách làm một cái điều gì đó ích lợi cho cộng đồng, họ tìm một cách để họ đả phá cái nhóm kia, để hạ bệ cái nhóm kia xuống. Hy vọng rằng khi mình hạ bệ được cái đám kia rồi thì mình sẽ tự động mình nổi lên. Nhưng mà thực tế đường nó không phải như vậy. Tình hình ở hải ngoại như vậy thì ở Việt Nam còn nghiêm trọng hơn như vậy nữa. Một nhà văn ở tại Việt Nam, ông nói rằng đố kỵ là căn bệnh nặng nhất của cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và nó là một trong ba cái căn bệnh trầm kha khiến cho người Việt không thể nào lớn nổi, không thể nào khá nổi, là tự mãn, nói dối và đố kỵ. Ở đây nó có một cái bức hình. Cái bức hình này nó nói lên cái thực trạng về người Việt Nam của chúng ta ở Việt Nam. Có một người khi mà có ước mơ, có một hoài bão muốn đạt đến cái đích đó, thì phải chạy qua một cái con đường mà hai bên đó là vô số những người đứng cầm gậy, cầm búa đứng sẵn rồi. Một người thì nói là mày không có đủ tiền đâu, người khác thì nói là mày không có đủ công an đâu, người khác thì nói ý tưởng mày là ý tưởng ngu dốt. Tức là những cái gì mà con người trong xã hội Việt Nam chúng ta muốn phát triển đó, thì bị vô số những người khác ở xung quanh kéo xuống, chì xuống. Mục đích là làm cho cái người này nhục chí, không có muốn đạt đến ước mơ của mình. Chúng ta thấy người đố kỵ luôn luôn khó chịu khi mà người khác thành công hơn mình, giỏi hơn mình. Chúng ta thử hình dung xã hội đầy dẫy những con người đố kỵ, cái xã hội đó sẽ như thế nào. Trong một xã hội những người đố kỵ như vậy thì chúng ta thấy cuộc sống rất là khó chịu, khó thở, ngột ngạt lắm. Vì họ chỉ lo chú tâm từ cách hạ thấp người khác. Cái người đố kỵ sẽ không bao giờ dùng thì giờ nỗ lực để mình trở nên khá hơn, nhưng mà dùng mọi thì giờ để hạ người khác xuống. Mà người càng đố kỵ thì người đó chỉ càng hại cho bản thân mình mà thôi. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn kể về một người đàn ông. Ông này ông gặp được ông Bụt. Cái ông Bụt mới cho ông này: bây giờ người muốn ước cái gì ta cho cái nấy, nhưng mà với một điều kiện, thể mà người ước được một á thì cái ông hàng xóm kế bên nhà người sẽ được hai. Cái anh này ảnh nhớ lời của ông Bụt dặn, nhưng mà ảnh cũng nói chứ xin Bụt cho con cái căn nhà. Thì anh này ước vừa được căn nhà thì ông kia được nguyên một cái biệt thự thật là lớn. Anh thấy bắt đầu hơi khó chịu rồi, anh nói xin Bụt cho con là một người giàu có. Thì đúng một cái ông kia tự nhiên sở hữu nguyên cả một cái kho vàng. Anh này ghen quá, tức quá, không biết làm sao. Thì anh mới nghĩ trong bụng, hay là thôi bây giờ mình ước ông cùng ông cho mình mù một con mắt để anh kia mù hai con mắt đi.
Lúc nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà lúc nói lắp ba lắp bắp sao nó là sinh phục cho con mù hai cái mắt, rồi cuối cùng ảnh thành người mù. Cái câu chuyện của ngôn nó như vậy thôi, nhưng mà nó xem có thấy một điều, cái tính đố kỵ nó làm cho con người sống rất là đau khổ. Người đố kỵ sống không bao giờ thanh thản hết. Mà đó cũng là điều trái ngược với những gì Chúa dạy chúng ta. Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ, Chúa muốn chúng ta phải hướng tới sự nâng đỡ người khác, sự chúc lành cho người khác, và vui mừng với người khác khi họ được một cái điều gì đó hơn là mình, giỏi hơn mình, giàu hơn mình, hay là làm ăn tốt hơn mình, v.v. Miễn sao chúng ta thấy được anh em chị em mình có điều gì hơn mình, vui với họ. Đây là một trong những điều mà Chúa dạy, và thân quý vị nào đó nó khó cho chúng ta là người Việt Nam của mình, nhưng mà Chúa dạy thì mình phải làm theo, phải không các bạn chị em? Chúng ta có thể tìm kiếm lợi ích cho người khác theo nhiều cách. Chúng ta nhớ lời Kinh Thánh nói rằng là chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng mà hãy chăm về lợi của người khác nữa, phải không? Hãy đặt ưu tiên thứ tự trong cuộc đời mình, lợi ích lại cho người khác trước. Thì một trong những cách mà chúng ta có thể làm điều đó là chúng ta cầu nguyện cho họ, là điều mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Câu chuyện trong Kinh Thánh kể về tiên tri Elise là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Lúc này là dân Aram, kẻ thù của dân Israel, đang chiến tranh với lại Israel. Thì Elise là người được Đức Chúa Trời ban ơn mật báo cho vua Israel biết là cái chỗ nào quân Aram đang đóng, chỗ nào quân Aram đang phòng thủ, đừng có đi vô cái chỗ đó, đi vô chỗ đó là sẽ chết. Thì khi mà tiên tri Elise nói như vậy thì ông vua Israel làm theo. Thì ra tất cả những cái bẫy mà vua Aram giăng ra để mà bắt quân Israel thì đều không có thành công, thất bại hết. Cho nên trong vua Aram cũng tức lắm, ông nghĩ trong bụng không lẽ là trong hàng ngũ của mình có thằng nào nó làm gián điệp sao? Ông định truy lên được, nhưng mà đệ tử của ông nói là ông phải đâu vua ơi, ở bên dân Israel có một ông tên là Elise, ông đó ông mật báo cho vua Israel biết hết tất cả những cái chuyện âm mưu của vua, những cái chuyện mà vua nói trong phòng ngủ, tức là những cái chuyện kín đáo không ai biết hết, mà ông đó không biết, ông nói cho ông vua Israel nghe. Thành ra mình gian bẫy bao nhiêu lần mình chẳng bắt được một người Israel nào cả, chẳng thắng được. Thế là ông vua Aram mới ra quyết định bây giờ mình phải xử cái anh Elise này. Và Kinh Thánh cho biết là vua Aram cho sai một đạo binh rất là lớn, gồm có xe, có ngựa đàng hoàng, đi đến bao vây cái thành nơi mà ông Elise đang ở. Một lực lượng hùng hậu với ngựa và xe, ở trong câu số 14 đó, các vui gì đoạn 6 câu số 14. Để bao vây một cái thành với mục đích là chỉ bắt có một con người thôi. Bắt có một người thôi mà đem theo cả một cái đạo binh. Thì buổi sáng sớm thức dậy, người đầy tớ của tiên tri Elise bước ra ngoài nhìn. Rồi trong thanh gió mát ra nhìn cái giật mình, thấy nguyên một đám đông quân lính đang bao vây cái thành của mình. Và anh thấy vậy anh hoảng quá, chạy vô: thầy ơi, giờ mình phải làm sao vậy? Trong câu 15 đó, người đi tới này biết rõ rằng lực lượng của vua Aram rất là đông, không thể nào chống cự được, đây là một cái thành nhỏ. Cho nên ông hoảng lại hỏi ông thầy mình giờ làm sao vậy? Nhưng mà ông Elise thì lúc đó ông rất là bình tĩnh, và ông đã nói với người đi tới mình như thế này trong câu tiếp theo đó: đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng ta. Rõ ràng ở đây là Elise thấy một cái điều gì đó mà người đệ tớ của ông chưa có nhìn thấy, phải không? Elise không có sợ hãi bởi vì ông thấy được sự bảo vệ của Chúa. Tuy nhiên, ông không có dừng lại ở đó. Không phải ông chỉ thấy sự bảo vệ của Chúa rồi ông vui thỏa, mình an mình ông rồi thôi. Nhưng mà ông nghĩ tới người đệ tớ của mình và ông cầu nguyện: lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được. Tức là ông cầu nguyện xin Chúa cho đầy tớ của ông thấy được những điều mà ông đang nhìn thấy. Và Chúa nhận lời cầu nguyện của ông. Chúa mở mắt cho người đầy tớ này. Người đầy tớ này bắt đầu nhìn thấy ở trên núi trước mắt là đầy những xe ngựa lửa ở trên trời. Thì chúng ta thấy một cái hình vẽ mô tả như vậy. Lời cầu nguyện của Elise là một lời cầu nguyện rất là đặc biệt, mà tôi gọi đây là lời cầu nguyện chắp cánh. Chữ chắp cánh có nghĩa là giống như là gắn thêm đôi cánh vậy đó. Con người chúng ta không thể bay được như chim, nhưng mà chúng ta bay xa hơn tất cả các loài chim. Con người chúng ta không chạy nhanh được như là báo, như là hổ, nhưng mà chúng ta có thể đi nhanh hơn tất cả những con hổ, những con báo ở trên thế giới này. Cho nên Chúa cho chúng ta cái sự khôn ngoan, Chúa cho chúng ta cái sức mạnh để chúng ta thống trị muôn loài vạn vật, để chúng ta làm những điều mà các loài khác không làm được. Trên một phương diện thuộc linh của ông bà chị em, đời sống thuộc linh của quý ông bà chị em và tôi cũng cần
được chắc vào những đôi cánh như vậy, để chúng ta có thể tung bay, để chúng ta có thể làm được những việc nọ, việc kia, việc lớn hơn cho Đức Chúa Trời của chúng ta, đối với bà chị em. Và khi Elise cầu nguyện điều này thì lời cầu nguyện ông nó phát xuất từ tấm lòng yêu thương, nâng đỡ, vị tha, và không hề có một chút đố kỵ nào cả. Nếu mà ông Elise là người Việt mà có cái tính xấu người Việt thì ông nghĩ thì ông thấy thật kẹp. Ông đâu cần cầu nguyện chứ người đầy tớ của ông thấy xe lửa, ngựa lửa của Chúa làm gì, phải không? Nhưng mà ở đây bởi lòng thương xót yêu thương vị tha, Elise đã cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho người đầy tớ mình, không phải chỉ để anh này ngừng sợ hãi, mà còn để anh thấy được những gì đang thực sự diễn ra ở trong thế giới tâm linh, đằng sau những gì mà người ta nhìn được bằng mắt thường. Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí người đầy tớ này, có lẽ với bà chị em không khỏi sợ hãi, phải không với bà chị em? Giả sử sáng mở mắt ra thức dậy, thấy có người nguyên một đám đông buông trước nhà mình, mà ai cũng muốn nhào vô để mà bằng thịt mình hết trơn, quý vị thấy sợ không? Mới sáng thức dậy, ở đây người đầy tớ Elise nhìn thấy quân thù. Quý vị nghĩ ông Elise nhìn thấy không? Thấy chứ. Ông cũng thấy quân thù giống như đầy tớ của mình, chứ ông đâu bị mù đâu. Nhưng mà đó không phải là tất cả những gì Elise nhìn thấy. Ông nhìn xa hơn những gì mà mắt thường ông nhìn thấy. Là người hầu vị Đức Chúa Trời, ông nhìn thấy một điều mà người đầy tớ không nhìn thấy, đó là khía cạnh tâm linh của chiến trận ở trước mắt họ. Và đây là điều rất đáng cho tất cả chúng ta, là những người theo Chúa suy nghĩ. Ai trong quý vị từng đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, tổn thương và bế tắc? Có không quý bà chị em? Rất là nhiều người, phải không ạ? Hầu như tất cả chúng ta đều trải qua những hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà trong hoàn cảnh như thế, chúng ta có thấy bất an, lo lắng không? Có không? Mình nói thành thật với chính mình, lo lắng chứ. Nhiều khi cũng bất an, nhiều khi mất ngủ nữa. Mà điều đó xảy ra là do chúng ta thường chỉ thấy nan đề trước mắt, và mình tìm kiếm những cái giải pháp mà chúng ta nghĩ là nó có thể giải quyết cái nan đề trước mắt của mình. Nhưng mà mình không thấy được thực tế đằng sau chiến trận tâm linh, đằng sau những gì mà chúng ta nhìn thấy ở trước mắt. Tôi lấy một ví dụ, một đứa trẻ khi đến trường, nó ông hiếp bạn, nó đánh bạn á, rồi bị ông thầy hiệu trưởng đuổi về nhà, báo cho ba mẹ biết. Thì chúng ta là người cha người mẹ, nhất là người cha người mẹ Việt Nam, thì mình sẽ làm gì? Mình làm gì đứa con nè? Có phải mình ngồi xuống mình la cho nó một trận, đánh cho nó một trận không? Đúng không? Những người Việt Nam thường thường hay làm như vậy. Mình đánh đòn nó xong rồi, mình hy vọng là nó sẽ không có tái phạm nữa, tức là nó sẽ không có đi vào trong trường để nó đánh bạn nữa. Đó là cái hy vọng của mình. Người cha có thể yên lòng nghĩ rằng sự việc như vậy là xong. Nhưng mà thực tế, thưa quý ông bà chị em, đó chỉ là cách giải quyết bên ngoài. Còn cái nan đề sâu xa trong tấm lòng của đứa con nó vẫn chưa được giải quyết. Người cha chưa có hiểu tại sao người con của mình lại đánh bạn như vậy. Khi nó đánh bạn thì nó nghĩ gì? Nó học theo ai? Nan đề thuộc linh sâu xa của nó là cái gì? Cũng một cái ví dụ đó, mình suy nghĩ ở góc độ người vợ và người chồng. Ví dụ hai vợ chồng trong lúc nóng giận chén bay dĩa lượng, rồi ông chồng giận quá tát vào vợ cái, vợ cũng giận quá tát lại ông chồng cái, tát qua tát lại xong rồi bỏ tiền đi trong răng. Nhưng mà thực tế nhiều khi đánh nhau xong rồi bắt đầu ngồi xuống mình thấy mình cũng nóng nảy quá, bắt đầu mình xin em tha lỗi cho anh, rồi xin anh tha lỗi cho em thôi, chúng mình bắt đầu lại từ đầu nha. Rồi chúng ta nghĩ rằng như vậy là mình giải quyết được nan đề. Chưa, với ông bà chị em, nan đề chỉ thực sự được giải quyết khi mà đôi vợ chồng đó ngồi lại và nhìn thấy tận tường lý do tại sao ông chồng vung tay đánh vào vợ và tại sao bà vợ vung tay đánh ông chồng. Mà cái tại sao nó mới quan trọng. Còn cái chuyện bắt tay sau khi đánh nhau, cái chuyện đó nó không quan trọng. Tại sao đã đánh nhau, cái đó mới quan trọng. Câu chuyện ngày hôm nay cho chúng thấy chiều kích thuộc linh đằng sau tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta không có xin Chúa mở mắt cho mình thấy, mình sẽ không thấy được cái chiều kích đó. Mình sẽ không thấy được những xe lửa, những ngựa lửa đang đứng với chúng ta, đang đứng bên cạnh chúng ta. Quý vị có thắc mắc tại sao nước Mỹ ngày nay chấp nhận hôn nhân đồng tính, cho phép phá thai và làm biết bao nhiêu chuyện khác nữa hay không? Mà những chuyện đó đi ngược với lại cái đạo đức Cơ Đốc hay không? Rồi những người tin Chúa tại nước Mỹ này, quý vị tin tôi đi, ngày càng sẽ bị bắt bớ vì có niềm tin của mình. Nước Mỹ bây giờ không có tự do tôn giáo gì trơn. Mà cái sự bắt bớ của họ nó tinh vi đến độ nó trở thành luật được mọi người công nhận và được mọi người cho rằng đó là điều đúng.
Cho nên thưa các bạn chị em, mình nhìn thấy được những chiều kích thuộc linh đằng sau những gì diễn ra trên nước Mỹ của chúng ta. Đó là cái mình suy nghĩ. Và Cơ Đốc nhân, chúng ta nhìn thấy được những gì đang diễn ra trong thế giới tâm linh thì mình mới có thể tìm ra được cái chìa khóa để mở, để hóa giải những nan đề ở trong thực tế cuộc sống của mình. Một thực tế nữa là khi mà chúng ta đối diện với hoàn cảnh á, những cái nghịch cảnh, những khó khăn, sự bắt bớ v.v. thì ma quỷ thường làm cho chúng ta nghĩ gì? Nó thường làm cho chúng ta nghĩ là Chúa bỏ mình rồi, mình không xứng đáng nữa, Chúa không ở với mình nữa, mình cô đơn lắm. Mình nghĩ rằng mình phải tranh chiến với cái chuyện này một mình thôi. Những cái tổn thương trong quá khứ của tôi giờ tôi phải một mình tôi giải quyết, chứ không ai có thể giải quyết cho tôi được hết. Tôi không thể cầu nguyện cho ai, tôi không cầu nguyện cho Chúa được, không thể nói chuyện với ai được. Và tìm mọi cách lây hoay để giải quyết những nan đề sâu xa. Và ma quỷ luôn muốn mình nghĩ rằng mình cô đơn. Ma quỷ không muốn mắt thuộc linh của chúng ta mở ra để chúng ta thấy rằng là Chúa đang ở với chúng ta và chúng ta có thể nhờ cậy Ngài. Ông tiên tri Elise, ông nhìn thấy được sự hiện diện của Chúa, sự bảo vệ của Chúa, và ông cầu xin Chúa mở mắt cho đầy tớ mình để người đó cũng được thấy như ông đã thấy, được bình an như ông đang được bình an trước vòng vây của quân thù. Elise biết rằng trận chiến thực sự đang diễn ra đằng sau những gì người ta thấy bằng mắt thường. Và ông cũng biết rằng khi Đức Chúa Trời chiến trận ở trong cái lĩnh vực tâm linh đó thì Ngài là đấng luôn luôn chiến thắng. Nhưng mà cái điều quan trọng là không phải ai cũng có thể nhìn thấy những điều diễn ra bên trong thế giới tâm linh. Elise biết điều đó nên ông cầu nguyện, và đó là cầu nguyện nâng đỡ đời sống của người đầy tớ ông lên một tầm cao mới. Phải không? Từ chỗ không biết được Chúa đang ở với mình, bây giờ người đầy tớ được mở mắt để có thể nhìn thấy xe lửa, ngựa lửa đang ở với mình. Anh chỉ cần mở mắt anh thấy được cái cảnh xe lửa, ngựa lửa đầy trên núi là anh yên lòng rồi. Không cần biết ở dưới này là bao nhiêu quân thù, không cần biết. Chỉ cần thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mọi vấn đề được giải quyết. Và đó là câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho quý ông bà chị em. Do you see God's presence in your life, in your problems, in your marital issues? Quý vị có nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong chính cuộc đời của quý vị, trong những nan đề của quý vị, trong những xung đột và trong hôn nhân của quý vị hay không? Ở đây Elise bởi ơn Chúa ban cho, bởi sự thương xót của Chúa, ông cầu nguyện lời cầu nguyện mở mắt cho người đầy tớ của mình. Mà nếu không có lời cầu nguyện này, người đầy tớ sẽ không được mở mắt, người đầy tớ sẽ hoảng loạn, sẽ vẫn tiếp tục lo lắng và sợ hãi. Người này không chỉ được Chúa mở mắt, không chỉ được thấy chiến trận thuộc linh, mà còn thấy những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời làm cho những người thuộc về Ngài. Vì người đầy tớ bây giờ hiểu rằng Đức Chúa Trời làm thành ý muốn của Chúa, bảo vệ những người thuộc về Ngài. Và cái cách mà Chúa bảo vệ chúng ta nó không giống như cái điều mà con người nghĩ. Bây giờ đặt trong hoàn cảnh của người đầy tớ của Elise đây. Nếu mà bạn chị em mở mắt ra nhìn thấy mình đang bị bao vây thì cái phản ứng đầu tiên của mình là làm gì? Mình nghĩ đến cái chuyện gì? Mình biết là lính đến để bắt mình đó thì mình phải làm gì? Có phải mình trường mặt ra cho nó bắt không? Không, làm gì? Trốn, phải không? Phải hóa trang, hay là phải làm sao đó thì mỗi cách đi cái đường hầm nào đó, đào thẳng ở đâu, từ đời nào đó rồi mình trốn ra khỏi thành trốn. Hoặc là cạo râu để giả gái, giống như là tụi lính ISIS ở bên Trung Đông bị đánh quá, bây giờ không biết làm sao phải cạo râu. Bất tuân luật của Hồi giáo là người đàn ông được cạo râu, mấy anh lính sợ quá cạo hết râu, cải trang thành nữ, thì mọi người phụ nữ ở Trung Đông thì mặc có trùm kín mít hết trơn à, nhìn đâu có biết được là nữ thịnh nam đâu. Tới mức độ như vậy, hoảng sợ đến mức độ như vậy. Và đặt chúng ta trong cái hoàn cảnh người đệ tử Elise, có lẽ chúng ta cũng nghĩ đến những cách như vậy, làm sao để mình thoát thân, làm sao để mình trốn. Mà người này hoàn toàn không ngờ Đức Chúa Trời có một cái chương trình, một kế hoạch hoàn toàn khác. Ông Elise đã cầu xin Chúa, và lời cầu xin của ông cho quân thù nó rất là lý thú. Đầu tiên nè, Elise cầu nguyện xin Chúa mở mắt đầy tớ của ông để cho người đầy tớ này thấy được là Chúa đang hiện diện, phải không? Chúa đang bảo vệ mình, không có còn lo lắng sợ hãi nữa. Rồi kế đến, ông Elise cầu nguyện xin Chúa làm cho quân thù bị mù. Một bên thì ông cầu nguyện xin Chúa mở mắt, một bên thì ông cầu nguyện xin Chúa đóng mắt nó lại, không cho nó thấy nữa. Và Chúa nhận lời cầu nguyện của ông. Tức mà chị em biết rồi,
một đoàn quân dù mạnh đến đâu mà nếu bị mù mắt thì cũng như không thôi, chả làm được cái gì cả. Và thậm chí nhiều khi mù mà múa kiếm lung tung là tự chém giết lẫn nhau thôi chứ chẳng ích lợi gì cả. Thành ra đoàn quân của vua Aram bị Đức Chúa Trời làm cho mù, từ một đoàn quân đông đảo trở nên hoàn toàn bị bế tắc, mù lòa, không có làm được cái chuyện gì cả, và hoảng loạn trong cái cơn mù lòa của mình. Một đám lính vô tích sự, phải không các bạn? Và ông Elise, ông nhìn thấy cái điểm then chốt trong cuộc đời của mỗi một con người là vision, là cái sự nhìn thấy. Không phải chỉ là nhìn thấy ở con mắt của mình thôi, nhưng mà nhìn thấy cả cái tâm linh nữa. Người nào đã từng mổ mắt như là ông Thiện trong mọi lần chúng ta thì chắc biết rồi, mắt người ta mổ mặc dù mình thấy còn mờ mờ đó là khó chịu lắm rồi. Đằng này là những người này đang mắt sáng tỏ 20-20 mà bây giờ mù. Từ chỗ một đoàn quân đang bao vây Elise thì đoàn quân này bị đẩy vào chỗ bị bao vây ngược trở lại. Ông Elise dẫn cả đoàn quân này đi vào trong thành Samari, quân lính bao vây chung quanh, không tốn một giọt máu nào, không tốn một mạng nào mà khuất phục được cả một cái đạo quân hùng mạnh như vậy. Thưa quý bà chị em, từ sau cái biến cố đó, dân Aram không còn dám đem quân đánh Israel. Thành ra cái cách Đức Chúa Trời giải quyết nan đề nó tuyệt vời lắm các bà chị em. Nhưng mà ở đây trong cái câu chuyện này mình thấy được một nguyên tắc thuộc linh quan trọng ở đây là Elise cầu xin Chúa nâng đỡ người đầy tớ của mình để người này được thấy sự bảo vệ của Chúa, được biết Chúa hành động như thế nào để thêm đức tin nơi Ngài mà không còn sợ hãi nữa. Rồi lời cầu nguyện của Elise không chỉ mở mắt cho đầy tớ của mình, nhưng mà cũng là một tấm gương để chúng ta noi theo về điều mà mình cần phải cầu thay cho những người xung quanh của mình. Khi chúng ta gặp hoạn nạn hay khi anh chị em của chúng ta gặp hoạn nạn, hãy xin Chúa mở mắt họ để họ có thể nhìn thấy được đạo binh của Ngài đang bên cạnh họ. Amen các bạn chứ. Đôi khi trong hoạn nạn chúng ta hoảng sợ vì chúng ta không thấy sự hiện diện của Chúa, chúng ta không biết rằng Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Và mỗi người trong chúng ta đều cần những lời cầu nguyện chắc chắn như vậy, những lời cầu nguyện nâng đời sống thuộc linh chúng ta lên một tầm cao mới. Và cái nguyên tắc cầu thay mà chúng ta học ở trong bài học hôm nay là Chúa nhậm lời cầu xin nào tìm kiếm lợi ích thuộc linh cho người khác. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ đời sống thuộc linh của người đó, cho đời sống thuộc linh người đó gần với Chúa hơn, thì chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện. Và đó là những lời cầu nguyện chấp cánh hay là lời cầu nguyện chúc phước cho người khác, và là một trong những lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời dành lòng nhất. Tôi chia sẻ với bạn chị em một kinh nghiệm của tôi trong sự cầu nguyện mà nó đụng chạm đến cái bản chất đố kỵ của người Việt Nam ở trong cái dòng máu của tôi. Đây là chuyện thật đúng không bạn chị em? Không biết quý vị có nghe một sư nào kể cái chuyện tương tự như vậy chưa, nhưng mà đây là chuyện đã xảy ra cho chính đời sống của tôi, và tôi kể lại như là một lời chứng. Tôi không tự hào về việc này, nhưng đây là một bài học mà Chúa dạy tôi một cách rất là sâu sắc, nên là tôi muốn chia sẻ với bạn chị em. Cách đây vài năm, trong cái buổi lễ thụ phong cho một sư Khu Kim Phương, lúc đó là một sư phụ tá của tôi ở tại Hội Thánh Escondido trước khi tôi lên đây đó, thì tôi cầu nguyện cho ông trong cái ngày lễ thụ phong đó. Và đang lúc cầu nguyện thì tự nhiên Chúa cảm động tôi cái lời mà tiên tri Elise đã xin ông thầy mình là Eli đó. Ông Eli ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 2 câu thứ 9 đó, trước khi mà về trời, ông Eli ông có hỏi giúp giờ Elise con muốn cái gì, thì ông Elise mới nói là xin Chúa ban cho con gấp bội phần hơn thần của thầy. Ông Eli nói cho chàng hỏi con xin cái điều gì mà khó dữ vậy, cái điều này ta không quyết định được. Thế mà con mà thấy ta được cất lên trời thì con sẽ được cái điều mà con xin. Còn nếu mà con không thấy ta cất lên trời thì cái chuyện đó, con quên cái chuyện đó đi. Cuối cùng ông Elise nhìn thấy ông Eli được cất lên trời, và quả thật là ông Eli ban ơn các bội phần hơn. Thì trong lúc mà tôi đang cầu nguyện cho một sư vương đó, tôi được Chúa cảm động bởi câu kinh thánh đó. Và tôi cầu nguyện như thế này là xin Chúa ban ơn cho một sư vương bội phần hơn những gì Ngài đã ban cho con. Xin Chúa ban phước cho một sư phương bội phần hơn những gì mà Chúa đã ban cho con. Tôi cầu nguyện xong tôi đi xuống, trong lòng tôi bắt đầu suy nghĩ, và cái máu đố kỵ trong người Việt Nam tôi nó nổi lên. Tôi nghĩ trong bụng, chà, nếu mà Chúa nhậm lời cầu xin của mình chắc một sư phương sẽ được phước hơn mình. Ông sẽ giỏi hơn mình, ông sẽ nhiều ơn hơn mình, ông sẽ thành công hơn mình. Và tự nhiên khi nghĩ đến đó thì lòng tôi thấy nó hơi khó chịu.
Đây là lời ăn năn rất thành thật với ông bà chị em. Và sâu xa trong lòng tôi, mặc dù tôi không có nói ra, nhưng mà trong lòng tôi nghĩ là thôi Chúa ơi, Chúa đừng nhậm lại cầu xin đó nha. Tôi suy nghĩ một lúc thì Chúa Thánh Linh bắt đầu cám phát tôi rất là nhiều, đến nỗi tôi phải tan vỡ với Chúa, cầu nguyện với Chúa, ăn năn với Chúa. Vì tôi đã để cái sự đố kỵ ở trong con người Việt Nam của tôi nó nổi lên, mà tôi có những cái suy nghĩ mà tôi biết Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Sau khi tôi cầu nguyện ăn năn với Chúa xong, giải quyết cái vấn đề đó rồi, tôi bắt đầu tôi ngồi suy nghĩ nữa. Một trong những điều mà tôi hay làm đó, tôi cũng có chia sẻ với các bạn ở Thanh Tráng đó, là lột cái củ hành tư duy. Tức là cái suy nghĩ của chúng ta đó, mình hình dung nó giống như cái củ hành tây vậy đó. Mình lột hết cái lớp này ra thì mình mới thấy được cái lớp bên trong. Mình phải lột từng lớp, để cuối cùng mình đạt được cái tinh túy, cái cốt lõi sâu xa nhất ở trong cái suy nghĩ của mình, là nó là ý tưởng quyết định tất cả những cái suy nghĩ khác, những cái hành động khác ở bên ngoài. Thì tôi áp dụng cái phương pháp đó, tôi ngồi tôi suy nghĩ chứ, tại sao mà mình lại có thể hài lòng đối với một người hết mực yêu thương lo lắng cho gia đình mình từ hồi mình đặt chân đến Estonido cho bây giờ. Tại sao tôi có thể nghĩ cái điều đó về và với một sư phương như vậy? Tôi vừa suy nghĩ, tôi vừa cầu nguyện, và Chúa bắt đầu bày tỏ cho tôi thấy nguyên nhân sâu xa của một giây phút đố kỵ trong cuộc đời của tôi. Mà cái chuyện này nó diễn ra trong lòng không ai biết cả. Tôi không nói ra, quý vị cũng không biết, một sư phương cũng không biết điều này. Tại vì lúc đó tôi có suy nghĩ như vậy vì sâu thẳm trong lòng tôi có một cái sự bất an. Và có thể nói là bất tín nữa chứ không phải là bất an không. Và cái ý tưởng này nó diễn ra ở trong tiềm thức của tôi, cho đến khi Chúa chỉ ra thì tôi mới thấy được đây là điều diễn ra ở trong tiềm thức của tôi. Nếu Chúa nhận lời cầu xin của tôi thì một sư phương sẽ được gấp đôi phước hạnh mà tôi nhận được, gấp đôi ơn phước mà Chúa đã ban cho tôi. Ông sẽ thành công hơn tôi. Nói cụ thể hơn là tôi lúc đó sợ mất chó. Tôi nói một cách thành thật với ông bà chị em như vậy. Và nếu đột ngột tôi không còn là một sư trong một hội thánh nào nữa thì tôi không biết phải làm thế nào để có thể nuôi sống gia đình của mình. Đây là một trăn trở rất thật trong tất cả những người họ về Chúa. Không biết quý vị đã nghe một sư nào nói điều đó chưa? Nhưng mà tôi sẵn sàng là dạng dị nói với ông bà chị em điều này, bởi vì đây là một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời của tôi. Một bài học Chúa dạy tôi không bao giờ quên được. Tôi có với Chúa và tôi chợt nhận ra rằng thì ra mình vẫn chưa hoàn toàn tin cậy vào sự chu cấp của Chúa trong cuộc đời. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi phải làm một cái gì đó để có thể nuôi sống gia đình của mình, mà không nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp tùy theo nhu cầu của gia đình chúng tôi. Bài học Chúa dạy sâu sắc vô cùng. Và chính cái suy nghĩ đó nó làm trong lòng tôi dấy lên sự đố kỵ sâu xa. Và từ cái bài học đó trở đi, tôi học biết tin cậy Chúa một cách hoàn toàn. Bất luận cuộc đời mình gặp những khó khăn như thế nào, biết rằng Chúa luôn luôn ở bên và Chúa luôn làm điều tốt nhất cho tôi. Và Ngài sẽ tiếp trợ gia đình của chúng tôi theo cách riêng của Ngài mà không ai có thể ngờ được. Và tôi kinh nghiệm điều đó các bạn chị. Khi mà tôi tin Chúa một cách hết lòng, Chúa giải phóng tôi ra khỏi những ý tưởng như vậy. Thì khi mà tôi cầu nguyện với Chúa, lời cầu nguyện này tôi chỉ dành cầu nguyện cho một vài người đặc biệt trong cuộc đời của tôi mà thôi. Và những người mà tôi được Chúa cảm động để cầu nguyện lời cầu nguyện này. Xin Chúa ban cho anh em, chị em của con bội phần hơn điều Ngài đã làm trong cuộc đời của con. Và riêng về một sư phương đó thì tôi rất là vui. Thì sau này tôi thấy rằng là Chúa nhận lời cầu nguyện của tôi từ hồi từ lúc. Ngài thật có ban ơn cho ông. Và Chúa mở đường, tại vì hồi mà tôi còn học về Chúa ở tại Escondido thì ông vẫn còn đi làm. Và có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà mong muốn mình được hãng cho nghỉ việc giống như là một sư phương. Ông trông từ ngày từ giờ để được lay off để mà ông đi học về Chúa toàn thời gian giống gì trơn á. Ông nhiều lần chia sẻ với tôi điều đó. Và Chúa đã cho ông được những ý nguyện. Cách đây khoảng hơn tháng thì ông gọi điện báo cho tôi biết: ông sư đến ơi, giờ hãng có lay off rồi, mừng quá chứ. Không có thời giờ để hầu vị Chúa. Nhân đây nếu mà một sư phương có nghe bài giảng này thì con cảm ơn Chúa. Tôi thì hãy gọi một sư phương bằng Chúa. Cảm ơn Chúa đã sát cánh bên cuộc đời của con. Không phải chỉ như một người bạn, nhưng mà có những lúc cũng thân thiết như một người cha. Và con được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự cầu nguyện của cô chú cho riêng cuộc đời của con.
Và Chúa đã để lại trong cuộc đời của con một dấu ấn không thể nào phai nhòa, và cả những kỷ niệm đẹp mà mình có thể mang về thiên đàng với nhau. Bây giờ thì con không còn nghĩ như xưa nữa. Con thật lòng cầu xin Chúa ban cho Chúa bội phần hơn những gì mà Ngài đã làm trong cuộc đời của con. Thưa mọi chị em, trong cuộc đời của mình, Chúa đem đến nhiều con người. Có những người đi đồng hành với mình một đoạn, nhưng mà cũng có những người bước ngang qua cuộc đời của mình. Mỗi một người có thể để lại trong cuộc đời chúng ta một dấu ấn đặc biệt nào đó. Một sư Hương Phương để lại một dấu ấn mà tôi không thể nào quên được trong cuộc đời hội Chúa của tôi. Và tôi ước ao với bà chị em, khi mình suy nghĩ điều đó, khi mình được Chúa đem vào trong cuộc đời của một người nào khác, được Chúa cho mình đi bên cạnh cuộc đời của một người nào khác, dù là ngắn hay dài, thì nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta để đem những dấu ấn đặc biệt của Ngài vào trong cuộc đời của người đó. Đừng đem những dấu ấn của cay đắng, của hận thù, của xấu xa, của nhục nhã, của ê chề. Hãy đem những dấu ấn của yêu thương, của hy vọng, của vui mừng, của bình an, của nâng đỡ, của khích lệ, của sự hiệp một. Và cầu xin Đức Chúa Trời đụng chạm mỗi lòng của bà chị em, để chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác như tiên tri Elise đã cầu nguyện cho người đệ tử của mình. Xin Chúa mở mắt để anh em của con, chị em của con có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh họ, đang ở với họ. Họ không cô đơn, không buồn tẻ bao giờ, họ không có gánh nặng bao giờ. Chúa đang ở với họ, Chúa đang nâng đỡ đời sống của họ. Có thể anh chị em của con chưa thấy được điều đó, Chúa ơi, những gánh nặng của cuộc sống, trong những đau buồn, những thất bại trong hôn nhân của chúng con, trong những thất bại trong cuộc sống, cái ở trong những cái đau khổ cay đắng trong cuộc đời của chúng con, xin cho chúng con thấy được Chúa đang hiện diện với chúng con. Có Chúa chẳng cô đơn bao giờ. Tôi ước ao lời của Chúa buổi chiều hôm nay qua câu chuyện thiên tri Elise đơn giản nhưng mà sâu sắc, và ước ao nó động lại trong cuộc đời của quý ông bà chị em một khát khao muốn đem những dấu ấn đẹp vào trong cuộc đời của người xung quanh. Được không bà chị em? Amen. Và nếu chúng ta suy nghĩ và xin Chúa, Chúa ơi, xin dùng con để đem những dấu ấn đẹp của Ngài vào trong cuộc đời anh chị em chúng con, và người chồng của con, và người vợ của con, và người con, người cháu, người anh, người em, ông bà, xin Chúa sử dụng cuộc đời của chúng con để chúng con trở nên nguồn phước hạnh cho những người xung quanh. Tối thứ sáu tuần này chúng ta sẽ có buổi cầu nguyện chung ở bên cái phòng nhóm bên kia. Tôi muốn mời anh hai quý bà chị em, chúng ta sẽ có thời giờ lúc 7 giờ tối mình đến để mình hát cơm với Chúa, ngợi khen Chúa, đồng thời mình cũng cầu nguyện thông công với nhau, với các em thanh niên, con cháu của chúng ta. Chúng ta sẽ có thời giờ đốt kinh thánh, đốt vui, vân vân, rồi có những cái thời giờ để mình tâm tình chia sẻ những nan đề, những nhu cầu mình cầu thay cho nhau. Đây là lần đầu tiên hội thánh chúng ta tổ chức chương trình này, và tôi ước ao nó sẽ trở thành một cái sinh hoạt mới trong hội thánh. Mỗi tháng chúng ta sẽ có một tối thứ sáu mình dành riêng ra để mình cầu nguyện, xin Chúa soi dẫn hội thánh của Chúa đi đúng cái con đường mà Đức Chúa Trời mong muốn. Xin Chúa đặt để trong lòng mỗi chúng ta những cái khả tượng, những đường hướng, những cái ước mơ cho hội thánh của Chúa. Tôi trong tuần rồi có nói với ngoại chị em, và những tuần trước cũng có nói với ngoại chị em một cái hình ảnh, một cái ước mơ đặt để trong lòng mỗi chúng ta trở thành một dòng thác ơn phước tuôn tràn qua cuộc đời của mình mà đến với những cuộc đời xung quanh. Xin Đức Chúa Trời là đấng làm thành mọi điều tốt lành trong cuộc đời của chúng ta, Ngài sẽ dùng mỗi quý ông bà chị em, dù trong bất cứ cảnh ngộ nào, dù là mình đang trong cái cảnh khó như thế nào, hay là mình đang trong sự thông thả được tự do đối với Chúa thế nào, thì xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức rằng Ngài muốn dùng chúng ta để đem phước đến cuộc đời của người xung quanh mình. Xin mời quý ông bà chị em đọc đến đây. Hội thánh của Chúa sẽ phước hạnh biết điều bao nếu như chúng ta ngày đêm theo Chúa, nhờ cậy Chúa. Xin Chúa sử dụng cuộc đời chúng ta, đừng chỉ dừng lại ở chỗ Chúa ơi ban phước cho con, hãy cầu nguyện thêm một bước nữa, Chúa ơi xin ban phước cho người bên cạnh của con qua cuộc đời